Hello anh em, lời nói đầu tiên Hiệp Chuông xin chúc tất cả anh em ha vạn sự như ý và thành công trong công việc. Hôm nay ngày 14 tây tháng 10 năm 2019 nha anh em. Em xin ra mắt giới thiệu với anh em ba phôi, trong đó có một phôi tứ quý và hai phôi mai vàng ha. Rồi bắt đầu em vay úp từng cây đủ hướng cho anh em ha. Anh em có ý quý Hiệp Chuông thì bấm cho em cái đăng ký kênh nha anh em, để em có động lực đi săn cây phục vụ cho anh em ha. Cũng cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua đã ủng hộ em nhiều. Đây là cái số 1, cái tứ quý, đế nồi đẹp nha anh em, đế cũ đế đẹp ha, có cái cũ đẹp. Thằng tứ quý có chi cành này ghép với đã nha anh em, không có chi cành khó nói chuyện lắm nha. Đó mình về mình tạt vôi mình chơi ha, thoát thân hơi cao, đóng hơi mẫu hơi dù nha anh em. Nhưng mà phơm nó phơm trực ha. Đế nè, đế bao anh em, củ đế nhìn ngoài rất đẹp nha anh em. Đây, số 1 là tứ quý. Trời ơi, củ tròn ẩm nha anh em, rất đẹp. Chân cành thoát thoát thân cả khoảng 4 tắc đóng chân cành nha anh em. Cây số 2 là cây mai vàng. Cây mai vàng này lùng lực nha anh em, mẫu này dễ bẻ sữa ha. Nó có được bệt sụ đây nha anh em. Nhưng mà bên đây không có tính sụ nha, sụ này sụ lút lút không có tính. Anh em có yêu quý Hiệp Chuông thì bấm cho mình cái đăng ký kênh nha anh em, để em có động lực để săn cây phục vụ anh em ha. Cây số 3 này nó quái có cần bay đẹp nha anh em. Đó. Giá sinh viên ha. Rồi bắt đầu em quay đủ thứ hướng cho anh em ha. Xấu đẹp chứ không phải quay anh em. Đây cái tử quý nè, rất đẹp. Đế nhìn ngoài rất đẹp nha anh em. Để tứ quý là 24 giờ nha anh em. Không chống mặt nào hết. Anh em có quý Hiệp Chuông thì bấm cho mình cái đăng ký kênh nha. Nè tứ quý nè, hai mặt nè. Chân cành tứ diện nha. Đế nè nè, rồi đủ 4 vách ha. Đế là nguyên cái cũ nha. Cái cũ này nè, cũ là cũ đế ha. Rồi đế tổng. Rất đẹp, phong cây rất đẹp. Tứ quý mà có chân cành mình dễ ghép, dễ chơi nha nè. Không có chân cành đầu đinh là khó nói chuyện lắm, khó ghép lắm. Đây, mẫu này mẫu bonsai lực lực, mã số 2. Mình mấy nó già găng lên lên xù rồi nè mà không có tính xù. Số 3. Rồi đầu âm cho em làm phong số với giá luôn ha. Số 1 hoành thăng là 28, hoành thăng là 28, hoành củ đế, hoành cái củ đế ngay vị trí này là 58. Ha. Hoành đế tổng. Hoành đế tổng là 115, cao 105, giá 2,7 triệu nha anh em. Số 1 nhắc lại là số 1 hoành thăng 28, hoành củ đế 58, hoành đế tổng 115, cao 105, giá 2,7 triệu. Ai mà đam mê ghép rút cái này về là cứng khừ nha anh em. Số 2 lùng lực. Số 2 lùng lực hoành thăng 30, cao 37, giá 1,5 triệu. Số 3 hoành thăng 22, dài 40, cao 27, giá 800k. Rồi. Thân ái chào anh em, hẹn anh em có video sau ha. Anh em có quý Hiệp Chuông thì cho em xin cái đăng ký kênh nha anh em, để anh em đón nhận video mới và kết nối làm mới với em. Thân ái chào anh em.